Mới đây, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám đã cho ra mắt hệ thống biển chỉ dẫn thuyết minh tự động phục vụ khách tham quan. Hệ thống thuyết minh tự động được xây dựng với nội dung thông qua các câu chuyện kể về Văn miếu Quốc Tử Giám, giúp du khách hình dung ra quá trình hình thành và phát triển của di tích cũng như những giá trị của di tích. Hệ thống được biên soạn bằng 8 thứ tiếng gồm tiếng Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc. Để trải nghiệm cách thức thuyết minh này, du khách cần sử dụng thiết bị thuyết minh được nối vào tai nghe, tạo thuận lợi cho mỗi du khách và không ảnh hưởng tới người xung quanh. Vâng, tôi nghĩ là nó khá khoa học. Theo chỉ dẫn của thiết bị này, tôi có thể khám phá, trải nghiệm văn hóa và lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh. Những đổi mới này sẽ giúp Văn miếu Quốc Tử Giám phục vụ khách tham quan tốt hơn, tiếp tục là điểm đến hàng đầu cho khách du lịch trong nước và quốc tế của thủ đô Hà Nội.